còn yêu. Nó cô đơn ngày một lần hơn trong tim em. Nó nhớ về anh như đau thấu tâm can. Có bình yên nào không xót xa, có tình yêu nào giữa chúng ta nước mắt rơi vì một người thứ ba. Người ta cho anh bao cơ hội, còn ở bên em chỉ thế thôi. Em lấy tư cách gì để mà trách móc anh? Người ta đóng cho anh thật nhiều, còn em chẳng biết cách đốt chiều. Thì anh ra đi là điều thật dễ hiểu. Mình em nơi đây cô gương cười, dù biết phía trước không người. Em vẫn đi tìm lại ngày em có ai. Giờ anh đã kết thúc câu chuyện và xem em giống kia phát diện. Từ lúc anh đi em đây không còn bình yên. Một lần hơn trong tim em. Nó nhớ về anh như đau thấu tâm can. Có bình yên nào không xót xa, có tình yêu nào giữa chúng ta nước mắt rơi vì một người thứ ba. Người ta cho anh bao cơ hội, còn ở bên em chỉ thế thôi. Em lấy tư cách gì để mà trách móc? Còn em chẳng biết cách nuốt chiều. Thì anh ra đi là điều rất dễ hiểu. Mình em nơi đây cố gắng cười, dù biết phía trước không người. Em vẫn đi tìm, tìm lại ngày em có ai. Người anh đã kết thúc câu chuyện và xem em giống kia phát diện. Từ lúc anh đi em đây không còn bình. Người ta cho anh bao cơ hội, còn ở bên em chỉ thế thôi. Em lấy tư cách gì để mà trách móc anh? Người ta luôn cho anh thật nhiều, còn em chẳng biết cách nuốt chiều. Thì anh ra đi là điều rất dễ hiểu. Mình anh nơi đây cố gắng cười, dù biết thế chưa không người. Em vẫn đi tìm lại ngày em có ai. Giờ anh đã kết thúc câu chuyện và xem em giống kia phát diện. Từ lúc anh đi em đây không còn bình yên.